Tiếp theo, con xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Hữu Dược, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ lên phát biểu ý kiến. Con xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Hòa Thượng, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tây Ninh, kính thưa Đại Đức trụ trì Tu viện Chân Như, cùng quý tôn túc Tăng Ni, kính thưa các bác lãnh đạo đại diện cho các cơ quan trung ương và địa phương, kính thưa các quý vị Phật tử. Năm thứ hai, tôi được về dự lễ tưởng niệm nhân ngày mất của trưởng lão Thích Thông Lạc. Và cũng là năm thứ hai được nói trước quý vị Tăng Ni, quý vị Phật tử và các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các cơ quan từ trung ương tới địa phương. Đây rõ ràng là một lễ tưởng niệm hết sức đặc biệt, không hương, không hoa. Và với bà con Phật tử cũng như quý vị Tăng Ni là không lễ. Lễ tưởng niệm trở thành một ngày hội để tán dương công đức, trở thành một ngày hội để chia sẻ kết quả và kinh nghiệm tu tập. Để nói điều đó đang hết sức hiện thực đối với đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay. Quý vị hình dung, trong tôn giáo có rất nhiều các tôn giáo khác nhau, và trong Phật giáo cũng có nhiều pháp môn khác nhau. Việc các tôn giáo tôn trọng đời sống tín ngưỡng của nhau, và việc trong đạo Phật các pháp môn tôn trọng lối tu hành của nhau, có lẽ đó là điều mà ngày xưa chính trưởng lão cũng đã thể hiện rất tốt. Bằng sự khiêm cung hòa ái, bằng sự nhường nhịn, bằng lối ứng xử hết sức nhân văn nhân bản. Hôm nay tôi nghĩ trong các bài phát biểu ngài đã thể hiện được việc các Phật tử, các tăng ni nhận diện tu tập, nhưng ở một khía cạnh nào đó có lẽ xứng đáng với tấm gương công hạnh của Đức Trưởng Lão. Chúng ta thể hiện sự khiêm cung nhiều hơn. Với cương vị là người quản lý, trước khi chúc mừng trong dịp Tết đầu năm, cá nhân tôi phải nói điều đó, bởi vì tôi và anh Trang Thanh Hải, hai anh em, một người đã về hưu và một người còn làm việc, rồi lớp sau anh em chúng tôi cũng tiếp tục rất nhiều người làm việc, mong muốn chia sẻ và cũng mong muốn để chúng ta thể hiện tình hòa ái cao hơn. Tôi là người hết sức kính trọng và mong muốn xiển dương giá trị đạo đức Phật pháp mà trưởng lão đã dày công gây dựng. Bởi hơn ai hết, trưởng lão là người có chứng đắc trong tu tập, hiểu được giá trị triết lý nhân bản nhân quả của tôn giáo Đức Phật, nhưng trưởng lão cũng hiểu rất sâu về đời sống xã hội trong một giai đoạn mà hơn 80 năm ngài đã sống, hành đạo, tu đạo và mang lại hiệu quả cho chúng ta bây giờ. Kính thưa quý vị, nhân lễ tưởng niệm 3 năm ngày viên tịch của trưởng lão Thích Thông Lạc, cũng đúng dịp vào đầu năm mới, năm ngoái cũng vào ngày này chúng ta gặp nhau ở đây nhưng ít hơn. Năm nay gặp nhau ở đây đông hơn, chứng tỏ ảnh hưởng và sự lan tỏa trong pháp tu của cụ Thích Thông Lạc đang được nhân rộng trong đời sống xã hội. Điều đó quý vô cùng. Nhân sự gặp nhau trong dịp lễ tưởng niệm
của trưởng lão Thích Thông Lạc. Tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới chư vị tôn đức giáo phẩm, tới quý vị tăng ni Phật tử và tới những đồng chí cùng làm công tác với tôi, cùng trong hệ thống quản lý của chúng ta. Chúc hạnh phúc, an lạc và nhiều điều tốt lành trong năm mới. Xin kính thưa quý vị, nhân được phát biểu trong lễ tưởng niệm 3 năm ngày viên tịch của trưởng lão Thích Thông Lạc, tôi xin được thưa lại, pháp của trưởng lão Thích Thông Lạc đã đi là pháp của đạo đức. Sáng nay ngồi cùng thầy Mật Hạnh đã chia sẻ và tôi hoàn toàn đồng tình, tin tưởng thầy sẽ là người kế tục pháp của cụ Thông Lạc. Bởi xã hội chúng ta bây giờ đã phát triển rất nhiều so với ngày xưa. Mỗi người đã tìm thấy vị thế của mình trong đời sống xã hội, tìm thấy sự hạnh phúc, yên ổn ở một gia đình, một cương vị, một lĩnh vực nào đó. Nhưng rồi, trong mỗi con người, ở chỗ này, chỗ khác, vẫn dường như cảm thấy sự bất an, bất ổn. Rau cỏ ở chợ mua đã phải chọn vì sợ thuốc sâu. Hoa quả, cây trái ở chợ mua đã phải chọn vì sợ không lành. Thực phẩm đã không lành, đời sống cũng có nhiều điều bất ổn. Đây đó vẫn còn những người đạo hạnh chưa trang nghiêm, đạo đức chưa thành thật. Thành ra hạnh phúc đối với mọi người chắc sẽ đẹp hơn, tốt hơn khi những điều bất an, bất ổn không còn. Một vụ bắt bớ chứng tỏ vẫn có người tham lam và vi phạm pháp luật. Những tiếng cãi nhau chỗ này chỗ khác chứng tỏ vẫn có tham sân si và chửi bới nhau trong mỗi gia đình, mặc dù ít, chứng tỏ vợ chồng hoặc con cái chưa hạnh phúc. Điều đó đang diễn ra. Song pháp của cụ Thông Lạc, như tất cả quý thầy, các Phật tử đã nói, pháp dẫn tới con đường hạnh phúc, để mỗi người biết từ bỏ tham lam, sân hận và si mê, để trước hết tìm cho mình sự yên ổn trong thân, giúp cho đời sự yên ổn trong cuộc sống và để mọi chúng sinh không phải đau khổ vì sự chém giết, tàn hại lẫn nhau. Điều đó đạo đức tốt đẹp vô cùng. Pháp của cụ Thông Lạc còn là việc quyết tâm tìm tới hạnh phúc và an lạc cho mỗi con người. Từng bài phát biểu, từng người tu tập đã tìm thấy hiệu quả trong chính bản thân mình bằng sự nhẹ nhàng, thanh thản mà việc có tổ chức dỗ hôm nay chúng ta đã thấy rất rõ. Nếu là những lễ dỗ khác, ở đây các bậc tôn túc tăng ni, các quý vị Phật tử đã đi nhiều chùa, nhiều nơi, chắc chắn trước khi đến, người lo hoa, người lo quả, người lo lễ, người lo đủ thứ. Nhưng đây gần như không phải lo, đã là một sự nhẹ nhàng, một sự tiết kiệm và thể hiện một sự đoàn kết rất cao. Dù không phải quan tâm tới nhiều thứ vật chất, mà tinh thần, niềm tin và đạo đức chính thống mới là giá trị kết nối lẫn nhau. Điều đó quý vô cùng. Pháp của cụ là hạnh phúc còn ở chỗ những người ốm đau bệnh tật được giải tỏa, được khỏi bệnh. Những người khúc mắc, vướng mắc được giải tỏa, oán kết. Và đời sống xã hội
bớt dần tham sân si. Điều đó quý vô cùng, xin thưa quý vị. Và pháp của cụ còn là pháp của hòa bình. Khi con người không có tham sân si, không tham thì không cướp đoạt, không sân thì không nóng giận, không si thì nhận thức đúng. Điều của cụ dạy, ngàn vạn người từ xưa tới nay đã dạy, nhưng hành chưa mấy người bằng trưởng lão. Cho nên trưởng lão mới được gọi là người học, dạy và hành đều kết quả như nhau. Mong sao tấm gương của trưởng lão sẽ được chính các vị tăng ni, chính đệ tử của ngài hiểu rõ và truyền cho nhiều người cùng biết, để tạo thành sự lan tỏa hiệu quả trong đời sống xã hội. Điều đó mới là sự quan trọng. Và điều đó không khác với tư tưởng mà cách nay hơn 700 năm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong lúc dạy con mình đã nói với con về câu chuyện nhà Trần có tục đấu hổ. Khi vua Trần Nhân Tông ngồi cùng quận thần và con trai mình xem đấu hổ, Trần Nhân Tông đã dạy Trần Anh Tông là con trai: con nhớ một điều, sau này khi làm vua phải nhớ, giết hổ tưởng khó mà dễ hơn chia thịt hổ. Trần Anh Tông lúc đó còn nhỏ không hiểu, hỏi thưa phụ hoàng sao giết hổ khó mà dễ. Thì Trần Nhân Tông nói rằng: biết hổ dữ, ai cũng hướng mũi tên chĩa ngọn giáo, đồng lòng cùng giết thì hổ dữ phải chết. Nhưng khi chia thịt hổ, ai cũng muốn miếng ngon, dành phần hơn, cho nên dẫn tới gièm pha, đố kỵ, ganh ghét, thậm chí tàn hại lẫn nhau mà không thể chia được đều. Trần Nhân Tông còn nói, làm vua, làm người đứng đầu, làm người có uy tín trong thời chiến tranh tưởng khó mà dễ, bởi mọi người đồng sức đồng lòng. Còn làm vua, làm người đứng đầu, làm người có uy tín trong thời bình tưởng dễ mà khó, bởi mọi người phân tâm, ai cũng nghĩ mình hơn. Để cho mọi người cùng đồng sức đồng lòng, Trần Nhân Tông đã dạy lại con, dạy cho người ta biết ngũ giới của nhà Phật, dạy cho người ta biết lục hòa của nhà Phật, người ta sẽ sống đoàn kết thuận hòa. Thì ngày nay, bằng rất nhiều lý thuyết, bằng rất nhiều những bài giảng về các giá trị đạo đức văn hóa xã hội, nhưng thực hành còn ít trong đời sống. Chính vì thế mà hiệu quả của những bài giảng không cao. Việc trưởng lão Thích Thông Lạc vừa viết, vừa giảng, vừa thực hành đã mang lại những bài học thiết thực và kết quả bằng sự lan tỏa trong xã hội. Điều đó hết sức có giá trị to lớn. Với tinh thần như thế, không dám nói ở cương vị quản lý nhà nước, mà nói ở một người tìm hiểu đạo Phật, nghiên cứu về văn hóa và đạo đức xã hội, được gần gũi với các vị tăng ni cũng như Phật tử cả nước. Chúng tôi luôn mong sao những giá trị mà trưởng lão Thích Thông Lạc đã mang lại cho tôn giáo, mang lại cho đời sống xã hội, được chư vị tăng ni nhìn nhận đúng mức, được Phật tử thực hành đúng pháp và mang lại hiệu quả cao, để từ đó phát huy ảnh hưởng giá trị của ngài.
vừa giúp đạo, vừa dựng đời, đúng như tư tưởng của các bậc đạo sư trước đây đã làm. Bởi thực chất, xây dựng đạo Phật vững mạnh chính là xây dựng những giá trị đạo đức tốt đẹp cho đời sống xã hội mà Đảng và Nhà nước mong muốn. Dựng đạo, tạo đời, không gì khác chính là việc mang lại những giá trị đạo đức văn hóa tốt đẹp đó. Kính thưa quý vị, hôm nay gặp nhau ở đây, trong ngày đầu tiên của năm mới 2016, tôi có thể nói với quý thầy, quý Phật tử, lời nói của tôi xuất phát từ chính sự chân thành và sự kính trọng nhất, mong muốn chúng ta thực hiện đúng câu mà năm ngoái chúng ta vẫn nói: bông lúa triệu hạt là bông lúa cúi đầu thấp nhất. Để mong muốn hiệu quả mà trưởng lão vẫn luôn mong muốn mang lại cho xã hội, hôm nay pho tượng của trưởng lão đã được đặt ở vị trí trang trọng nhất giữa hội trường. Nếu được, sang năm chắc dưới bệ pho tượng này ghi mấy dòng: trưởng lão Thích Thông Lạc, người trọn đời sống vì đạo, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý vị tăng ni, quý vị Phật tử và các đồng chí đã cho phép tôi được phát biểu và lắng nghe. Xin kính chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc và an lạc.